Bố mẹ tôi sinh ra tôi, xương thịt chỉ còn có 15% thôi. Còn 85% đồ của công để trị chứ. Anh em hy sinh như mình sống mà. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, bí danh Duy Tân. Ông là một vị tướng dạn dày trận mạc, tham gia cách mạng từ những năm 1946, chính thức nhập ngũ năm 1950 và từ năm 1971, Trung tướng Khuất Duy Tiến cùng đồng đội đã lập nhiều chiến công. Trận đường chiến Nam Lào, cái trung đoàn tôi diệt được cái Lữ Dù Ba, bắt sống hoàn toàn cả ban lực lượng của cái Lữ Dù. Tiếp nối thắng lợi, năm 1972, Trung đoàn 64 tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ trong chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh. Nó trên nó gọi loa, nó thách chúng tôi. Nó bảo nó nghiền nát sư đoàn 320 ở trên cái tuyến này. Đấy, thế cho nên là anh em của trung đoàn 64 và sư 330 cay lắm. Anh em 64 bảo xem ai nghiền nát ai. Quánh quyết tâm quánh, anh em quánh nghiến răng nghiến lợi mà quánh, thương vong rất cao. Cuộc đời chiến đấu tôi chưa có trận chiến đấu nào hy sinh cao đến như vậy. Đấy, chiến đấu như thế, ác liệt như thế nhá. Nhưng mà ngày có 2 lạng rưỡi gạo thôi nhá. Có những đồng chí bị thương nặng quá, không sống được nữa, biết đâu, lấy nắm cơm của tao mà ăn. Và nhắc tới Trung tướng Khuất Duy Tiến, không thể không nhắc tới nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên. Đã tạo nên một chiến thắng thần tốc, một ngày bằng 20 năm. Một kế hoạch tác chiến hoàn hảo chỉ trong 10 trang giấy, một cú lừa ngoạn mục khiến quân địch bị động, hoảng hốt rồi tan rã. Ông Khuất Duy Tiến khi đó là trưởng phòng tác chiến mặt trận Tây Nguyên, là người đặt bút soạn thảo kế hoạch nghi binh. Nó ly kỳ lắm, mà đến bây giờ tôi mới nghĩ ra tại sao mình lại nghĩ được như thế nhỉ. Đi khó lắm, đi hàng ngày, đi hàng vạn quân, mà đi trên đường, đi đường bộ như vậy, cứ đi thôi mà báo cáo ngược lại, cứ đến tối thì phải báo cáo bằng đường dây thông tin trở về, chứ không báo cáo bằng điện trời. Đất nước hòa bình, vị tướng năm nào đã 91 tuổi. Ông đã kể lại cuộc đời binh nghiệp của mình trong 400 trang giấy. Có khái niệm riêng về anh hùng. Đây, cái danh hiệu anh hùng này của tất cả các ông chí liệt sĩ của sư đoàn 330 gắn cho tôi. Chứ bản thân tôi chỉ là người tham gia mà đại diện cho anh em thôi. Cho nên công của mình là công của các ông chí liệt sĩ. Ơn đó sâu sắc lắm. Trả ơn bao giờ cho hết. Anh hùng là của tập thể. Cuốn sách ghi chép tỉ mỉ từng chiến dịch mà Trung tướng Khuất Duy Tiến tham gia và cả những hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.